Rồi, cái xin chào các bác. Thì trên tem đây đang là cái màn hình phụ của con LG V50 các bác nhé. Thì cái con màn hình phụ này nó đang hoạt động bình thường, chỉ là cái ngoại hình nó cũng không còn được đẹp nét thôi, nhưng mà nó cũng còn khá là đẹp các bác nhé. Thì em sẽ cho các bác xem cái ngoại hình nó luôn đây. Thì đây là cái mặt trước này. À, nói luôn là cái màn hình này em sẽ bán 600 nghìn phơi đi ship cho các bác nhé. Đây. À, cái mặt trước của nó thì cũng có hơi sức giãn ra một chút các bác nhé. Sức giãn em mở cái nó cũng có hơi sức giãn ra một chút thôi, tuy nhiên thì nó cũng còn rất là đẹp, cái này thì các bạn yên tâm. Cạnh dưới đây, cạnh dưới nói chung cái màu đen này khá là khó để quay các bạn, quay kiểu gì nó cũng cứ đen thui à. Mặt dưới thì nó có hơi sức sức một chút ở chỗ này, khá là khó nhìn đấy, đấy, đấy. Còn cái góc bản lề này thì yên tâm các bác nhé, không gần như không có xước, rất là đẹp, và bản lề đấy còn cứng cáp, không có bị lỏng lẻo gì cả. Rồi, còn đây là chỗ trên này đây, góc trên này thì là ở chỗ cái bên này nó có hơi sứt sứt một chút này, khó nhìn quá nhỉ, nó có hơi sứt một chút, đen quá không nhìn thấy gì luôn. Hơi trước một chút thôi. Và cái chỗ bên này này, cái chỗ nút nguồn này này thì nó có bị nứt ra các bác nhá, nó có bị nứt ra như này, tuy nhiên thì nó cũng chả ảnh hưởng gì về cái sử dụng của các bác đâu, thì các bác yên tâm chả vấn đề gì đâu. Đây, quan trọng nhất là mấy cái màn phụ này này, mấy cái màn hình này này, đây các bác yên tâm, cái màn phụ này thì gần như là nó không gần như là không sức gì các bác nhá, gần như vậy luôn, còn rất đẹp luôn, gần như không có sức gì cả các bác nhá, đó rất đẹp luôn. Đấy, và em sẽ test lắp máy và test cho các bác luôn. Đây là chức năng hoạt động bình thường. Đây các bác. Đây. Chức năng hoạt động bình thường các bác nhé. Không vấn đề gì cả. Màn hình này không hề có ám ố gì cả các bác nhé. Cho các bác tập em cũng test lại cho các bác. Cho chắc ăn. Màn hình không hề có ám ố gì đâu. Đây. Ở cái màn trắng này các bác này, các bác nhé, không hề có xước hay là không hề có ám ố gì cả. Cái chạy chạy này do cái tần số quét của cái màn hình với cái máy quay nó khác nhau tạo ra cái đấy thôi, các bác yên tâm. Cái này thì em test kỹ rồi, qua là các bác nào thích chơi thì chơi thôi. Thực sự là màn hình phụ con V50 ấy thì nó không, không có quá cái gì đặc biệt đâu, nhưng mà anh em nào thích trải nghiệm thì vẫn khá là hay. Đấy, rồi ok. Bác nào cần thì liên lạc em ở cái số ở góc màn hình này các bác nhé. Rồi, chào các bác.